quý vị quan sát phát biểu bây giờ cũng như về sau, cố gắng trong vòng 3 phút để dành thời giờ cho những người khác, và chúng ta còn chương trình chúng ta còn dài, còn nhiều tiết mục nữa. Xin thành thật cảm ơn. Kính thưa quý liệt vị, các cháu thanh sinh viên hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa quý mến, nhắc đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tâm tư của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi vô cùng tức giận với Cộng sản đã phản bội bản hiệp định Paris đã ký kết ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Nhưng sau đó Cộng sản Bắc Việt được khối xã hội chủ nghĩa quốc tế thời bấy giờ yểm trợ ồ ạt vũ khí, đạn dược để cho Cộng sản miền Bắc chuẩn bị xâm lăng miền Nam Việt Nam, và đồng thời được Kissinger bật đèn xanh cho Cộng sản miền Bắc để cho Hoa Kỳ rút quân đội toàn diện ra khỏi miền Nam Việt Nam và trở về nước để cho Việt Nam Cộng Hòa một mình chiến đấu với Cộng sản. Thế rồi cuộc chiến Bắc Việt tràn qua xâm lăng miền Nam Việt Nam Cộng Hòa và đã kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 trước sự ngỡ ngàng vô cùng của thế giới. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi đã phải ra trình diện và đưa vào các trại giam của Cộng sản một cách ác liệt. Và chúng tôi đã phải thay thế trâu hò để kéo cày, kéo bừa một cách nhục nhã. Quý vị đã xem phim Chúng Tôi Muốn Sống đã được trình chiếu trên các nơi trên thế giới, thì những người quân dân cánh chính Việt Nam của chúng tôi như thế nào trong cuốn phim như thế vậy. Với thời gian khổ nhục và chịu đựng, chúng tôi hy vọng một tia sáng dưới đáy đường hầm, đó là ngày Hoa Kỳ mở chiến dịch nhân đạo tiếp nhận những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong các trại giam lao tù của Cộng sản, được theo diện HO qua sinh sống tại Hoa Kỳ. Và giờ đây đất nước của chúng ta đang trong tình trạng khủng hoảng về tự do dân chủ vì chủ nghĩa Cộng sản xâm nhập ngấm ngầm vào các cơ sở của Hoa Kỳ. Đó là kế hoạch của Satan nhằm mục đích thống trị thế giới. Bởi vậy, chúng ta phải đề phòng và tỉnh thức những báo hiệu diễn tiến trên thế giới do Tàu Cộng đang vươn tay tung hoành, phản quốc nước Mỹ đừng có anh, Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, hát rô lưu vong mộng chưa thành, Việt Nam giới trẻ sẽ quyết tâm, chủ nghĩa Cộng sản bị tân thành. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý đề nghị. Xin cảm ơn chú hữu Mai Phương.